biện pháp bổ sung từ phía Nga để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, phát ngôn viên nhận định Nga không đe dọa Ukraine, mặc dù trước đó Moscow cảnh báo nếu một cuộc chiến mới diễn ra ở miền Bắc, nó sẽ ảnh hưởng đến Ukraine. Trong đó, Ukraine đe dọa Nga Thank you.